Đây này là ba chỉ bò. Ba chỉ bò. Đó mọi người thấy đã không? Chỉ bò Út nè, này. Theo cái thớ thịt. Thớ thịt nó là nó có mỡ ở trong luôn. Đó, thịt mỡ đang xen. Đã chưa? Thì cái gói này nó cũng gần 100.000 thôi. Chứ hiện tại dịch bệnh khó khăn các bạn đi chợ khó khăn á. Bạn lại bách hóa xanh bạn mua cái này để nó bể để tủ lạnh á, khi nào ăn mình gãi đông rồi. Cái này sao gãi đông qua hết trơn rồi, ăn gì hết mà là gãi đông hết trơn rồi. Gãi đông miếng thôi chứ miếng gì được rồi. Trời ơi, nè mọi người, đây là ba chỉ bò Út ở hàng Đông Lạnh 300g thì đâu đó gần 100.000 đó. Đó thì cái này các bạn thì dùng cho hot pot lẩu nè, nước thì cũng khá là ok. Mình thấy ba chỉ bò này của Út này nó rất là ngon so với ba chỉ bò thường nha. Ba chỉ bò thường thì nó một lớp thịt lớp mỡ, con này một lớp thịt lớp mỡ và lớp mỡ đang xen với lớp thịt nữa, thì nó giống như cái thằng mà thằng bò cao cấp gì đó quên tên rồi, bò Kobe gì đó. Thì nó rất giống cái loại thịt đó. Mình đem vô gã đông, mình đem vô nè. Thịt bò này á, đáng lẽ là sáng mình để cho nó gã rồi từ từ chứ mình không có nhúng nước gì, nhưng mà nãy sáng mình quên nên bây giờ mình sẽ phải nhúng nước nha. Các bạn để nó gã từ từ nó ăn sẽ ngon hơn ha. Đó, vì là đông lạnh gã ra nó còn khá lạnh nên chúng ta không thể nào mà trụng cho nó trụng nước sôi ăn được. Nó sẽ không có chín nha. Và nó làm nguội nước chúng ta. Cái này các bạn muốn ăn mà trụng một hai nước á, thì mọi người phải để cho nó gã đông từ từ, để dừng vài tiếng á, nó gã đông từ từ thì ăn nó sẽ ngon hơn ha. Cái này thì mình gấp quá mình làm vậy thôi, sáng giờ mình đi chợ rồi mình quên gã đông cho nó. Đâu bị nước sôi vậy mà nó còn chưa chịu mà chín hết mấy cái này. Và ăn kèm với thịt bò đó của mình đó, thì mình sẽ ăn cái bò. Trời sao còn mì trong đây không đổ hết. Bò gạo thơm và bò thơm của Uni này. Thì hiện tại ở dưới quê mình á, mì lẩu Thái, mì Hảo Hảo kiếm không còn một thùng nào luôn. Đó, họ mua hết trơn luôn, chỉ còn mấy cái loại này thôi. Omachi rồi thì còn Hảo Hảo là mì là quốc dân, mau hết lắm. Tại sao không mua 3 thùng, 4 thùng, 5 thùng. Này á, mọi người có rau thơm á, bỏ vô ăn là ngon nữa. Mình giá thôi. Đây, tương, chúng ta sẽ dùng tương đen mà loại tương đen phở nha. Thì cái này hai loại, trong cái mét này tới hai loại, một cái tương đen thường với tương đen phở, thì mình cảm thấy tương đen phở đang ngon hơn. Đó. Đó, ít tương nữa. Ăn đậm chất luôn. Mọi người thấy không, là cái vịt này 300g thì cũng là các bạn thấy ăn được vài lần thì tính ra nó cũng rẻ, các bạn đi ăn phở mà nó cũng ngon không kém nha. Ok, mình trộn đều lên nha. Mì bò này nó đã thơm sẵn rồi và mình nấu thêm với bò thật nữa rất là ngon ha. Cái này khi mà nó ngon thì nó ngon thiệt, nhưng mà cholesterol nó nhiều, mọi người ăn ở mức độ vừa phải thôi ha. Thank you.
Cái này nó dính gì đỏ đỏ ra. Máu nãy nó bị đông lại. Gà đông không đúng cách. Mà bò rất là thơm. Các bạn có thể mua thử nha. Bò này ba chỉ bò hay là bò Mỹ nhưng mà nạc nhé, các bạn bỏ vào đây ăn với mì bò thơm cực kỳ ngon luôn á. Hiện tại thì giãn cách các kiểu, các bạn không thể nào mua phở, mua bún bò, hoặc là các bạn mua bún bò nhưng mà lại làm biến nấu, vì nói chung là bún bò nó cũng khá là phức tạp để có thể nấu được ăn. Thì nấu những cái tô như này, mì nhưng mà bò Mỹ, và ta có thể dùng nạc bò hoặc là ba rọi giống như thế này. Nạc bò thì nó còn ngon nữa, nhưng mà lúc qua dịch khó khăn thì không có tiền mua nạc bò, ăn tạm mỡ bò vậy, mỡ ba chỉ bò thế này cũng rất là hay, nó béo béo. Riêng mình thì mình không thích ăn mà nạc quá nhiều, vì nó có miếng mỡ trong thì nó sẽ nhìn nó dịu hơn, mà nó dễ ăn hơn và nó ngon hơn nữa. Béo béo béo, mỡ bò ngon. Ok, video này kết thúc nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.